của chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó chính là chia sẻ thông tin chuyên sâu về dự án KDR Quy Nhơn. Và không để cho tất cả mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, đầu tiên thì Quang Quý xin được mời tất cả các anh chị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình để cùng theo dõi một đoạn clip ngắn ngay sau đây để nói về Quy Nhơn. Xin mời. Đó là những hình ảnh rất đẹp. Và Quang Quý tin chắc rằng là tất cả chúng ta khi mà đến với Quy Nhơn đều có những trải nghiệm rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Và sau khi mà tất cả quý vị chúng ta đã có được những cái nhìn và cũng như là những cái sự cảm nhận về những vẻ đẹp ở đây, thì chắc chắn chúng tôi cũng sẽ trang bị đến cho tất cả các anh chị mà chúng ta hay gọi là các chiến binh thì cần phải có vũ khí để chiến đấu, đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời một vị đại diện sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ những kiến thức chuyên sâu về thị trường dự án KDR Quy Nhơn. Một tràng pháo tay để cùng nhau chào đón sự xuất hiện của ông Võ Hồng Thắng, đại diện bộ phận R&D DKA Việt Nam. Lần đầu tiên thì cho Thắng gửi lời chào đến tất cả các anh chị đại biểu, khách mời, quản lý của có công ty đối tác và DK Việt Nam. Và đồng thời Thắng gửi lời chào tất cả các chuyên viên tư vấn đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Thì hôm nay thì Thắng đại diện cho DK Việt Nam chia sẻ về cái tổng quan về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Bình Định. Và cái phần... bài trình bày hôm nay thì có 5 phần. Chúng ta sẽ đi về tổng quan về kinh tế xã hội, phần thứ 2 về hạ tầng giao thông, phần thứ 3 về định hướng và tiềm năng và định hướng phát triển du lịch, phần thứ 4 về tổng quan thị trường căn hộ du lịch tại Quy Nhơn, và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ đi về đánh giá về triển vọng thị trường của Bình Định trong những năm tiếp theo. Chúng ta biết rằng là Bình Định là một trong những có một vị trí rất là đắc địa và thuộc cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ với cái diện tích là khoảng hơn 6.000 km vuông. Đến năm 2021 thì Bình Định quy mô dân số đâu đó khoảng là 1.5 triệu
dân và đã tăng đâu đó là khoảng 1.4 lần, 1.4% so với năm 2020. Nếu mà chúng ta tính về tốc độ tăng trưởng dân số của Bình Định so với cả nước thì đâu đó hơn 55%. Đây là một con số khá là ấn tượng. Chúng ta thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng dân số này thì nó phát sinh thêm nhu cầu nhà ở đối với ở Bình Định rất là lớn trong tương lai. Và nếu mà giữ nguyên cái tốc độ tăng trưởng dân số này. Cái thứ hai nữa mà có một cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta thấy đây là cái Bình Định nó thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây là một trong năm tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đó là một trong những cái định hướng, một cái rất là quan trọng trong cái định hướng về phát triển của tỉnh. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu mà trong cái ngắn hạn về phát triển, về định hướng về của chính phủ thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự dịch chuyển nó ngắn, nhưng mà trong dài hạn, việc nằm trong những cái định hướng dài hạn thì chúng ta thấy rằng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc giải ngân và đầu tư công. Và chúng ta biết rằng là vấn đề này nó liên quan tới đầu tư công thì nó sẽ liên quan tới rất nhiều về nguồn vốn trong cái đầu tư hạ tầng giao thông, thì sẽ tác động trực tiếp rất nhiều đến thị trường du lịch cũng như là bất động sản. Và thắc điểm qua một số các chỉ số về kinh tế rất là ấn tượng của Bình Định trong những năm vừa qua, chúng ta cũng biết rằng là 2 năm đại dịch thì nền kinh tế Việt Nam chúng ta nó ảnh hưởng rất là lớn, và có những cái tỉnh trong cái vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chúng ta thấy rằng là như Đà Nẵng tăng trưởng âm. Tuy nhiên thì năm 2021 Bình Định tăng trưởng GDP tăng khoảng hơn 4%, đó là 4.1%. Đây là mức tăng khá lớn so với mặt bằng chung của cả nước là 2.58%. Điều này chứng tỏ rằng cái sức mạnh nền kinh tế Bình Định cũng khá là tốt trong thời gian vừa qua. Và đến dự kiến năm 2025, Bình Định đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là 9.2%. Con số này khá là lớn so với bằng chung của cả nước chúng ta. Và có một cái quan trọng nữa, đó là chúng ta nhìn thấy cái thu nhập bình quân đầu người dự kiến đến 2025 là thu nhập bình quân đầu người của Bình Định là khoảng hơn 3.900 đô la. Nó cao rất nhiều so với mặt bằng chung của cả nước Việt Nam chúng ta lúc này. Về cái cơ cấu nền kinh tế, chúng ta thấy rằng Bình Định hiện tại tập trung 3 ngành mũi nhọn, trong đó ngành dịch vụ là hiện tại là chiếm hơn 36%. Định hướng đến 2025, ngành dịch vụ chiếm gần 40% cơ cấu nền kinh tế của tỉnh. Như Thắng nói lúc nãy, trong ngắn hạn định hướng về của chính sách nhà nước, chúng ta sẽ không thấy sự dịch chuyển quá nhiều. Tuy nhiên, về định hướng dài hạn nó liên quan tới vấn đề về rót đầu tư công vào trong những lĩnh vực mà định hướng của đây là những cái dự án mà nghiêng về phát triển du lịch, những hạ tầng giao thông mà để thúc đẩy du lịch thì sẽ được ưu tiên đầu tư. Chúng ta để ý tới những khu vực này. Và đây là chính vì định về hướng đá thì về hạ tầng giao thông thì đứng góc độ nhìn chung thì ở Bình Định hiện tại hạ tầng giao thông hiện hữu của Bình Định nó khá là hoàn thiện, và đây là một trong những tỉnh sở hữu đầy đủ 4 loại hình giao thông: đường biển, đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Tuy nhiên Thắng nhấn mạnh một vấn đề ở đây, chúng ta đang bất động sản nghỉ dưỡng thì Thắng có mặt thấy rằng có một lợi thế rất lớn đó Bình Định, đó là vấn đề về Bình Định sở hữu một sân bay. Chúng ta để ý rằng là tất cả những cái tỉnh thành mà phát triển mạnh về hạ tầng về du lịch ở cả nước Việt Nam chúng ta như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Quảng Ninh, Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì những tỉnh thành này đều sở hữu một cái sân bay, tối thiểu là một sân bay, hoặc là trong vòng bán kính 100 km phải sở hữu một sân bay. Và nếu mà sở hữu sân bay quốc tế thì là một lợi thế rất lớn để cho tỉnh thành đó có thể thu hút được khách du lịch quốc tế. Chúng ta thấy top đầu những tỉnh thành mà phát triển du lịch đều sở hữu sân bay, và Bình Định chúng ta sở hữu một sân bay. Thắng nhấn mạnh rõ đây là một trong những thế thế mà không phải tỉnh thành nào cũng có. Và cái thứ hai nữa đó là vấn đề về đường bộ. Về những hạ tầng giao thông đường bộ hiện hữu thì chúng ta đã có trên bản đồ cũng có thể hiện. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại những cái tuyến về cao tốc. Ở đây chúng ta nhấn mạnh hai cái tuyến cao tốc rất quan trọng trong cái định hướng phát triển du lịch tương lai của Bình Định, đó là cao tốc Bắc Nam trong giai đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đã được xúc tiến. Điểm rơi của những cái cao tốc này thì khoảng giai đoạn 2025 đến 2030. Và đoạn qua Bình Định sẽ dài khoảng hơn 118 km. Thì việc mà hoàn thành cái tuyến cao tốc Bắc Nam nó sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch nội địa
từ Đà Nẵng, từ Khánh Hòa, Nha Trang Khánh Hòa di chuyển vào Bình Định rất là thuận tiện. Một tuyến cao tốc thứ hai nữa là cao tốc Bình Định Pleiku. Chúng ta biết rằng là Bình Định là cửa ngõ của cái của vùng tiếp giáp, cửa ngõ kết nối biển của khu vực Tây Nguyên, Đông Lào và Nam Bắc Campuchia. Thì việc xây dựng tuyến cao tốc hoàn thành thì nó sẽ thúc tiến hai cái lợi thế rất lớn đối với Bình Định trong tương lai. Thứ nhất, nó sẽ giúp cho việc di chuyển hàng hóa từ những khu vực Tây Nguyên và khu vực các nước bạn qua cảng của Bình Định nó thuận tiện hơn. Và thứ hai nữa, nó thu hút một lượng khách du lịch rất lớn từ khu vực Tây Nguyên đến Bình Định trong tương lai. Đó là hai lợi thế kép trong vấn đề phát triển cao tốc này. Và điểm rơi của các tuyến cao tốc này phải dao động ở mức trong giai đoạn 2020 đến 2025 đến 2030. Ngoài ra thì có một số các dự án khá là quan trọng khác, như là tuyến về chúng ta thấy rằng là cái quy hoạch cảng quốc tế Long Sơn, nó giúp hoàn thiện hơn về cái chuỗi cảng biển ở Bình Định. Và đây là một trong những cái ngành kinh, cũng là thuộc trong những cái ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Về tiềm năng du lịch, lúc nãy clip cũng đã chiếu rất nhiều các lợi thế của những cái sản vật, những cái ẩm thực của Bình Định rồi. Thì chúng ta thấy Bình Định có một, bởi vị trí nó có một lợi thế rất lớn, đó là thuộc miền Trung. Khí hậu khu vực này là nắng nóng, hai mùa nắng nóng. Hiện tại Bình Định nó khoảng 8 tháng mùa nắng, thì đây là một trong những lợi thế rất lớn để phát triển du lịch biển. Và tôi cũng biết rằng là hiện tại Bình Định nó có, và bờ biển dài 134 km, là đây cũng là một trong những lợi thế rất lớn. Và chúng có những bãi biển Quy Nhơn là một trong những cái bãi biển mà xếp một trong những bãi biển đẹp nhất, được nhiều tạp chí thế giới xếp hạng là những bãi biển đẹp nhất thế giới. Và bên cạnh đó chúng ta thấy rằng ẩm thực của Bình Định cũng rất là đa dạng. Chúng ta nếu du lịch Bình Định, chúng ta thấy nếu mà trải nghiệm những ẩm thực địa phương, chúng ta thấy như là các bạn có thấy lúc nãy cũng đã chiếu rất nhiều, như là cháo lòng bánh hỏi, bún chả cá Quy Nhơn Bình Định, rồi bánh ít lá gai. Những món này Thắng cũng tới và đã thưởng thức rồi, thật sự nó rất là đặc trưng của khu vực. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng Bình Định cũng sở hữu rất nhiều các danh lam thắng cảnh, hơn 200 các danh lam thắng cảnh và các di tích được công nhận. Nó góp phần rất lớn trong cái việc thu hút khách du lịch trong tương lai. Về khách du lịch thì trong năm, chúng ta bỏ qua 2 năm đại dịch là 2020, 2021, thì chúng ta biết rằng dịch Covid-19 thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái nền kinh tế cũng như là ngành du lịch. Thì gần như là chúng ta đã không kết nối với thế giới, thì cái lượng khách nó giảm. Thì chúng ta lấy cái môn năm hoàng kim của ngành du lịch Việt Nam chúng ta là năm 2019. Năm 2019 Việt Nam chúng ta thu hút được khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế. Đây là năm mà gọi là hoàng kim nhất của ngành du lịch Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta nhìn lại Bình Định, thì năm 2019 Bình Định thu hút được khoảng 4.3 triệu lượt khách Việt nội địa và gần khoảng 500.000 lượt khách quốc tế. Có thể rằng các bạn nghĩ rằng khách quốc tế đang thấp so với những tỉnh thành khác. Tuy nhiên chúng ta nhìn cái tốc độ tăng trưởng của lượng khách quốc tế trong vòng từ 2017 đến 2019, đó là hơn 33%. Một năm. Con số này khá lớn và lớn hơn rất nhiều so với bằng chung của cả nước Việt Nam, và lớn hơn rất gần như gấp 2 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân của những cái thành phố phát triển du lịch khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc. Về khách nội địa thì chúng ta thấy là khoảng 4.3 triệu thì tốc độ tăng trưởng khách nội địa giai đoạn 2017-2019 cũng được khoảng 13%, cũng là hai con số. Và dự kiến mục tiêu của năm 2022 là Bình Định thu hút được khoảng 145.000 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên thì chúng ta thấy quý 1 là con số này đã gần chạm được. Rõ ràng chúng ta thấy một vấn đề ở đây là cái sự hồi phục của du lịch Bình Định nói chung, nói riêng, và hồi phục của ngành du lịch Việt Nam nói chung nó nhanh hơn dự kiến rất nhiều so với mục tiêu của tỉnh đặt ra. Trong một quý, mục tiêu gần như đã chạm được cái mục tiêu ban đầu. Về doanh thu du lịch thì chúng ta, Bình Định cũng đặt mục tiêu là sẽ đạt được khoảng 65% so với đỉnh của năm 2019. Thì con số này ta nghĩ là cũng sẽ vượt qua trong năm 2022 này. Và chúng ta nhìn thử là cái du lịch này so với những cái tỉnh thành khác như là Khánh Hòa hay là Đà Nẵng thì nó sẽ như thế nào?
Nếu mà so với Bình, ở đây có một câu kết luận là khách du lịch ở Bình Định và nó còn khá thấp so với Đà Nẵng, Nha Trang. Tuy nhiên chúng ta nhìn về mặt hướng tích cực, ý là số liệu quá khứ là số liệu tri hồi, nhưng mà chúng ta nhìn về cái rung phát triển thì chúng ta trước hết thông số này, ý là hiện tại khách quốc tế của Bình Định thì nó chỉ bằng khoảng đâu đó khoảng 14% lượng khách của Đà Nẵng và Khánh Hòa. Năm 2019 Khánh Hòa Đà Nẵng thu hút đâu đó khoảng gần khoảng 3 triệu rưỡi rồi khách quốc tế. Và nếu mà so với Bình Thuận thì bằng khoảng 69%. Và doanh thu du lịch của Bình Định thì khoảng 6.000 tỷ năm 2019 và bằng khoảng 19% so với Đà Nẵng. Chúng ta nhìn lại, nếu mà chúng ta nhìn quá khứ thì rõ ràng khách du lịch quốc tế Bình Định không bằng, còn rất là thấp so với hai cái tỉnh thành là Đà Nẵng và Khánh Hòa. Tuy nhiên với mục tiêu, chúng ta nhìn mục tiêu dài hạn 2025, nếu một việc phát triển từ 500.000 lượt khách, tốc độ tăng trưởng khoảng trung bình trước khi dịch là 33%, thì có mục tiêu là khoảng 1.500.000 lượt khách trong 2025 là hoàn toàn có thể xảy ra. Một cái biên độ. Đây là điều này, nếu mà nhìn về tương lai, Bình Định còn sở rất nhiều tiềm năng để có thúc đẩy có thể tăng trưởng lượng khách đột biến. Chúng ta một nhìn về cơ số phòng hiện tại của Bình Định so với Đà Nẵng và Khánh Hòa. Hiện tại với số liệu hiện tại thì Bình Định về cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4 đến 5 sao thì có 13 cơ sở, trong đó cơ sở 5 sao 4, số lượng 4, và cơ sở đạt chuẩn 4 sao là 9 cơ sở. Tổng số lượng cơ số phòng là hơn 3.200 phòng và nó tương đương với khoảng 34% so với Đà Nẵng và nó bằng khoảng 18% so với Khánh Hòa. Con số này nói là ý nghĩa gì? Bình Định trong dài hạn, trong ngắn hạn và tầm nhìn dài hạn, Bình Định đang thiếu rất nhiều các resort, khách sạn, những dự án nghỉ dưỡng đạt chuẩn 4 năm sau. Đây là một khoảng trống mà mục tiêu đề ra của trong chiến lược phát triển của du lịch của tỉnh Bình Định cũng đã đặt ra. Về cái định hướng phát triển du lịch của Việt Nam chúng ta thì tới năm 2025 thì chính phủ đặt ra là khoảng thu hút được khoảng 35 triệu lượt khách và đến 2030 thu hút được 50 triệu lượt khách. Có thể là dịch Covid-19 nó đã làm cho kế hoạch này đến 2025 bị trễ, ta nghĩ là trễ. Tuy nhiên về chúng ta nhìn về góc độ dài hạn thì thắng tin rằng là tới mục tiêu 2030 con số 50 triệu lượt khách hoàn toàn có thể là con số có thể đạt được với tình hình hiện tại. Và chúng ta nhìn về cái định hướng du lịch của tỉnh đặt ra, Bình Định đặt ra là trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn và đến 2025 là 1.500.000 lượt khách quốc tế. Và cơ số phòng là 25.000 phòng lưu trú đạt chuẩn từ 1 đến 5 sao, trong đó Bình Định sẽ thiếu, với số lượng phòng hiện tại của Bình Định, cơ sở lưu trú 4 đến 5 sao hiện tại mới hơn 3.200 phòng, thì Bình Định đến 2025 sẽ thiếu đâu đó khoảng hơn 10.000 phòng, cơ số phòng từ chuẩn 4 đến 5 sao. Đây là mục tiêu của tỉnh đặt ra. Vậy 10.000 phòng trong vòng 3 năm tiếp theo, con số này rất lớn. Xíu nữa các bạn sẽ thấy thắng dự báo về nguồn cung trong khoảng 3 năm tiếp theo của loại hình condo và căn hộ du lịch ở cả nước và ngay cả Bình Định, thì con số này cũng nó còn thiếu rất rất nhiều với con số mục tiêu hơn 10.000 phòng đạt chuẩn 4 năm sau. Và trong đó ngành du lịch đã đóng góp 20% tăng trưởng GDP của tỉnh. Chúng ta thấy rằng gần như Bình Định đặt du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn và là leading dẫn đầu của thị trường và điều phối thị trường. Và trong 2 năm đại dịch vừa qua, không phải riêng Bình Định mà Việt Nam chúng ta là điểm đến của những thương hiệu vận hành quốc tế. Hiện tại Bình Định đã có xuất hiện những cái thương hiệu vận hành quốc tế như Marriott, Wyndham, Accor,
Miner và Centera. Đây là những cái tập đoàn vận hành quốc tế đã có mặt ở Bình Định. Vậy lợi thế của những cái tập đoàn này đến Việt Nam là gì? Họ sẽ khẳng định được cái vị thế của ngành du lịch Việt Nam trên thế giới. Họ sẽ mang khách hàng, những khách du lịch đến Việt Nam bởi vì họ có một lượng khách trung thành khi du lịch họ đến Việt Nam. Họ có mạng lưới networking, có mạng lưới tourist. Họ sẽ dẫn khách quốc tế đến Việt Nam và họ dẫn đến Bình Định. Đây là một trong những lý do mà tại sao tôi tin rằng trong vòng đến mục tiêu 2025, con số 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra, đến Bình Định hoàn toàn có thể xảy ra. Về nhìn chung thì về thị trường thì hôm nay tháng focus về cái bất động sản nghỉ dưỡng, về phân khúc căn hộ du lịch, thì nhìn có một cái kết luận, có một cái nhận định ở đây là cái nguồn cung loại hình condotel tại thị trường Bình Định khá khan hiếm. Từ năm 2016 đến nay thì tổng số lượng dự án loại hình căn hộ du lịch tại Bình Định là có 5 dự án và cái nguồn cung đâu đó là hơn 2.800 căn như các bạn thấy. Và tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy cái tỷ lệ tiêu thụ nó khá là ấn tượng, con số rất là cao, 93%. Và có dự án ở Bình Định nó tập trung ở hai khu vực chính. Thứ nhất là cái trung tâm thành phố Quy Nhơn, chúng ta nhìn cái bản đồ này, và thứ hai là cái khu Nhân Hội. Vậy nếu mà so với nguồn cung ở những hai thành phố lớn là Khánh Hòa và Đà Nẵng thì cái nguồn cung ở Bình Định như thế nào? Chúng ta thấy rằng là từ 2016 đến nay thì Khánh Hòa nguồn cung condotel là đó là hơn 15.000 căn đến từ 25 dự án, Đà Nẵng là hơn 10.000 căn và Bình Định chúng ta là chỉ có khoảng hơn chưa tới 2.900 căn, và nguồn cung này nó bằng khoảng 28% Đà Nẵng và bằng 19% Khánh Hòa. Nguồn cung về căn hộ du lịch ở Bình Định nó còn rất là khiêm tốn và nó còn rất là nhỏ so với hai cái địa phương phát triển khác như tháng nói. Và năm 2021, số liệu của phòng hiện tại là Bình Định nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 2% nguồn cung condotel của cả nước. Chắc là các bạn sẽ nghĩ rằng là cái loại hình này nó có nhiều cái trắc trở, tuy nhiên thì chúng ta có một cái nhận định mà Thắng cũng chia sẻ thế này, ý là tất cả những cái gì mà khó khăn của loại hình về căn hộ du lịch này nó đã trải qua rồi. 2019-2020 Thắng nghĩ không, 2021 là cái thời gian mà những cái gì khó khăn nhất, những cái gì mà có thể nói là khổ ải nhất của bất động sản nghỉ dưỡng. Và tất cả những cái tín hiệu hiện tại đều cho thấy rằng cái sự phục hồi của du lịch nó cũng sẽ thúc đẩy cái sự phục hồi của bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó có loại hình condotel này. Những chúng ta thấy rằng cái về mặt bằng giá, nếu mà so sánh giá mặt bằng giá của Bình Định và những hai cái thành phố, hai cái khu vực địa phương là Đà Nẵng và Khánh Hòa, thì mặt bằng giá Đà Nẵng hiện tại đang dao động ở mức 40 đến 120 triệu đồng một mét vuông. Thì giá trung bình ở đó 70 triệu, thì Khánh Hòa thì hiện tại là 40 đến 95 triệu và giá trung bình của loại hình này ở bên Khánh Hòa là 63 triệu. Riêng Bình Định mặt bằng giá hiện tại là dao động từ 31 đến 84 triệu và mặt bằng giá là khoảng trung bình là khoảng 51 triệu đồng một mét vuông. Và giá này nó bằng đâu đó khoảng 73% so với Đà Nẵng và nó bằng khoảng 81% giá của Khánh Hòa. Nhìn chung thì mặt bằng giá sơ cấp trung bình tại Bình Định nó còn khá thấp so với hai địa phương này. Tuy nhiên trong cái điều kiện mà cái tiềm năng phát triển của Bình về du lịch, về cơ sở hạ tầng giao thông, về định hướng phát triển thì giá này nó còn cơ hội tăng rất là lớn, nhất là những cái dự án nằm ở những vị trí đắc địa. Như Lâm lúc nãy có chia sẻ, trong 2 năm đại dịch vừa qua bất động sản có giảm,
Tuy nhiên thì những vị trí, những cái bất động sản có những vị trí gọi là duy nhất đắc địa ở những khu vực CBD như ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội thì nó lại tăng. Không, cái này các bạn có thể kiểm chứng, cái này hoàn toàn đúng. Bởi vì cái tính duy nhất nó rất là quan trọng trong vấn đề này. Về dự báo nguồn cung trong 2022 và tầm nhìn đến 2023 và 2024 thì trong 2022 thì nguồn cung condotel ở Bình Định dao động ở khoảng 1.200 căn và cả nước sẽ nằm ở mức khoảng 3.500 căn. Và đến 2023 và 2024 thì cái nguồn cung của Bình Định sẽ dao động ở mức khoảng 2.500 căn và cả nước là khoảng 12.500 căn. Đây là chúng ta thấy rằng cái nguồn cung này, quay lại con cái nguồn cung này, 2.500 căn, 1.200 căn là chưa tới 4.000 căn. Trong khi Bình Định tới 2025 đang cần khoảng hơn 10.000 phòng đạt chuẩn 4 đến 5 sao. Chúng ta thấy hiện tại cái room còn thiếu không? Còn thiếu rất nhiều. Và cái kết luận về cái một số nhận định về cái thị trường căn hộ du lịch ở Bình Định, thứ nhất là cái khẳng định lại là nguồn cung là khá là khan hiếm. Việc mà chúng ta có sản phẩm bây giờ cộng với cái những điều kiện mà hiện tại thị trường đang có sức cầu, đang có dấu hiệu tăng trong thời gian vừa qua là một trong những cái lợi thế mà chúng ta có thể nắm bắt được đối với dự án này. Cái thứ hai nữa là như Thắng nói, số liệu của phòng cho thấy là cái sức cầu bắt đầu tăng trong từ khi chúng ta mở cửa lại nền kinh tế. Những dự án đưa ra thị trường có tốc độ bán hàng tương đương và tỷ lệ tiêu thụ đều trên 70% trong đợt mở bán hàng đầu tiên. Mặc dù nguồn cung nó khá là khiêm tốn. Và cái có dự án ở Quy Nhơn hiện tại, Bình Định hiện tại tập trung chủ yếu ở thành phố Quy Nhơn. Như lúc nãy chúng ta phân bổ thấy. Và đây là một trong những cái lợi thế. Cái thứ tư nữa là mặt bằng giá ở Quy Nhơn, Bình Định, Quy Nhơn hiện tại nó vẫn còn khá thấp so với những cái địa phương phát triển khác. Ý là cái dư địa tăng giá nó vẫn còn rất nhiều đối với thị trường này. Trong cái điều kiện thị trường, trong những cái điều kiện mà tiềm năng trong tương lai. Và đối với thị trường Bình Định thì chúng ta thấy rằng nó đang thiếu rất nhiều các dự án mà được vận hành bởi những cái thương hiệu vận hành quốc tế 4 đến 5 sao. Và đó là lý do tại sao mà cái dự án chúng ta khi mà phát triển thì cố gắng là hợp tác với Centara để đưa cái thương hiệu quốc tế 4 sao vào. Và đây là một trong những điểm cộng rất lớn giúp cho khách hàng có niềm tin vào dự án, niềm tin vào trong vấn đề vận hành và khai thác trong tương lai. Về triển vọng thị trường thì có một số các triển vọng sau trong vòng tầm nhìn khoảng 5 năm tiếp theo. Thứ nhất là ngành du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Bình Định thì nó hoàn toàn để giúp chúng ta tin tưởng rằng cái việc mà đầu tư công và có sự quan tâm của chính quyền để thúc đẩy cái sự phát triển du lịch của địa phương là hoàn toàn có cơ sở. Cái thứ hai nữa là hệ thống hạ tầng giao thông càng còn hoàn thiện và được chú trọng đầu tư như thất bại trình bày lúc nãy. Rất nhiều các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đã được đầu tư. Việc mà nâng cấp, định hướng nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát. Việc xây dựng có tuyến cao tốc mới được ưu tiên. Rồi việc hoàn thiện có tuyến đường liên kết vùng. Rồi sự xây dựng thêm cảng biển. Tất cả những dự án hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư. Và thứ tư nữa, đó là sự thị trường trong Bình Định trong thời gian vừa qua có sự tham gia rất nhiều các chủ đầu tư có thương hiệu, có năng lực tài chính và có kinh nghiệm phát triển. Chúng ta thấy rằng có Hưng Thịnh đã tham gia thị trường, có tập đoàn Phát Đạt đã tham gia thị trường, có HCC, có rất nhiều các chủ đầu tư lớn đã tham gia thị trường
Và chúng ta biết rằng khi mà những chủ đầu tư lớn tham gia thị trường thì nó tạo lên một cái sức hút cho cái khu vực. Nhất là những cái dự án mà được đầu tư, quy mô lớn được đầu tư bài bản. Và cái cuối cùng là cái sự gia nhập của thị trường của rất nhiều các thương hiệu vận hành quản lý 4 đến 5 sao quốc tế. Thắng cho rằng đây là một trong những cái key và những cái chìa khóa rất quan trọng để khẳng định được cái vị thế của Bình Định trên bản đồ du lịch ở Việt Nam và bản đồ du lịch của quốc tế. Không dễ gì chúng ta có thể kéo được Marriott về Bình Định. Không dễ gì chúng ta có thể kéo được Accor về. Và với tất cả những yếu tố này, ngoài ra thì chúng ta thấy rằng về pháp lý, Thắng nói sơ một chút về pháp lý nữa, là chúng ta thấy rằng cái vấn đề về pháp lý Condotel thì cũng đã được dự thảo trong dự thảo để có thể cấp sổ. Có thể là điểm rơi nó hơi kéo dài một chút, có thể là 3 đến 5 năm, tuy nhiên thì ít nhất cái việc tháo gỡ về pháp lý cũng đã được Bộ Xây dựng xúc tiến rất là nhiều. Và cộng với tất cả những cái yếu tố này thì tôi tin rằng cái thị trường Condotel cũng như là cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng của Việt Nam chúng ta, cũng như là thị trường bất động sản ở Bình Định, nó sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới sau cái giai đoạn này. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã con lắng nghe, và chúc cho tất cả đã chúng ta có bán thành công trong giai đoạn này. Cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Võ Hồng Thắng, đại diện bộ phận R&D DKIA Việt Nam. Và cùng với những phần chia